Nhã BB & BG bất ngờ công khai chuyện chia tay chồng. Thông tin Kim Nhã BB & BG chia tay chồng đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Mới đây trên trang cá nhân, Kim Nhã đã công khai chia sẻ chuyện chia tay chồng là Minh Quân sau 4 năm gắn bó. Ngoài ra, hot girl còn thẳng thắn tiết lộ lý do khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ là do hai người không hiểu nhau. Không lâu sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Kim Nhã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối với hạnh phúc một thời của cặp đôi. Theo lời Kim Nhã viết trên trang cá nhân, cô cho biết mình và chồng đã giữ im lặng nhiều tháng nay để níu kéo cái gọi là duyên phận. Nhưng duyên phận không phải thứ muốn giữ níu kéo là được. Hot girl bày tỏ sự tiếc nuối vì phải chia tay sau 4 năm chung sống, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày đầu gặp gỡ. Cô khẳng định chia tay là nỗi đau cho cả hai, song dẫu hết tình nhưng nghĩa chẳng bao giờ phai. Kim Nhã mong chồng cũ sẽ hạnh phúc với người đồng hành mới. Kết thúc dòng trạng thái, Kim Nhã lạc quan cho rằng đây không phải kết thúc mà là khởi đầu mới. Chia sẻ trên một trang báo điện tử, Kim Nhã chính thức xác nhận hai vợ chồng đã chính thức chia tay. Hot girl cho hay, hiện tại sức khỏe mình không tốt, mình đã nói rõ ràng mọi chuyện và không muốn chia sẻ thêm. Cả hai có con đường riêng, mình sợ sẽ ảnh hưởng cuộc sống của anh ấy sau này. Kim Nhã cho biết đây là cuộc chia tay trong hòa bình và lý do dẫn đến tan vỡ là do hai người không hiểu và thông cảm được cho nhau, làm nảy sinh những bất hòa trong cuộc sống. Chọn cách dừng lại giữa lưng chừng cuộc đời để cho nhau cơ hội tìm kiếm một nửa đích thực. Cặp đôi 9x một thời mong muốn cả hai đều sẽ được hạnh phúc, công việc tiến triển. Điều khiến Kim Nhã tiếc nuối nhất là khi bên chồng cũ chính là mong ước được đi khắp nơi, chưa thực hiện được vì Minh Quân quá bận rộn. Vũ Trừng Kim Nhã là nữ diễn viên, người mẫu nhận được nhiều sự yêu thích của giới trẻ. Cô là thành viên của nhóm hài đình đám BB & BG với lối diễn tự nhiên, phong cách đa dạng và tính tình tân tẩn. Kim Nhã và chồng Nguyễn Minh Quân từng là cặp đôi được giới trẻ Việt yêu mến. Cả hai sở hữu ngoại hình sáng cùng chuyện tình lãng mạn. Tháng 10, 2014, Kim Nhã và Minh Quân chính thức về chung một nhà nên duyên vợ chồng. Đôi yên ương thường xuyên đăng tải những bức hình, clip ngọt ngào trên trang cá nhân. Họ được nhiều bạn trẻ hâm mộ bởi câu chuyện tình đẹp. Năm 2016, Kim Nhã từng lọt vào ngôi nhà chung của cuộc thi Việt Nam Next Top Model sau khi chiến thắng vòng thi online. Quá khứ cay đắng cơ cực của Thủy Tiên Công Vinh trước khi nổi tiếng. Thủy Tiên Công Vinh cũng không bao giờ ngại ngùng hay giấu giếm về tuổi thơ cay đắng và bất hạnh. Ngay cả bây giờ khi đã trở thành người nổi tiếng, có nhà đẹp, xe sang, mặc đồ hiệu đắt tiền và tham gia các bữa tiệc sang trọng, Thủy Tiên cũng không bao giờ ngại ngùng hay giấu giếm về tuổi thơ cay đắng và bất hạnh của mình. Thủy Tiên mồ côi cha, bị gia đình nội ngoại bỏ mặc. Thủy Tiên sinh ra ở Kiên Giang, cô mồ côi cha khi mới 9 tuổi. Cô lớn lên trong sự cố gắng, nỗ lực của mẹ. Sau ngày cha Thủy Tiên mất, gia đình hai bên nội ngoại chẳng những không giúp đỡ mà còn ruồng rẫy mẹ con cô. Cái đói cái nghèo ám ảnh Thủy Tiên đến nỗi cô thực sự khiếp sợ nó và mong thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Thế nên, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô đã bắt xe lên Sài Gòn và đi thực hiện ước mơ của mình. Đến năm 2003, Thủy Tiên chuyển lên học tại Sài Gòn. Ít lâu sau, cô trúng tuyển vào khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó Thủy Tiên chỉ có hai bàn tay trắng. Hoàn toàn thân cô thấy cô và ngu ngơ giữa đất Sài Gòn, đến ngay cả một con đường, tên con phố của Sài Gòn cô cũng không hề hay biết. Cũng trong năm này, mỹ nhân sinh năm 1984 đã gặp và được nhạc sĩ Quốc Bảo đồng ý hỗ trợ cô trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Công Vinh và quá khứ nghèo khổ đến đôi dép cũng đi mượn. Công Vinh sinh ra tại một vùng quê nghèo của Nghệ An. Từ nhỏ mẹ anh phải bôn ba mưu sinh để lo cho gia đình nghèo với 5-6 miệng ăn. Mọi việc trong nhà từ chăm sóc con cái đến nội ngoại sớm giềng đều một tay bố anh lo liệu. Vậy nhưng may mắn đã không mỉm cười với đôi vợ chồng nghèo và đàn con nhỏ. Năm đó bố Công Vinh bị tai nạn nghiêm trọng, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi để đổi lấy tính mạng sức khỏe. Đã nghèo, nay lại thêm nghèo, người đàn ông khắc khổ vì quá thương con mà làm liều. Sau khi bình phục, bố Công Vinh đã quyết định đi buôn ma túy. Tuy nhiên, chỉ ngay chuyến đi đầu tiên, ông Lê Công Duệ đã bị bắt và phải chịu án 12 năm tù. Kể từ thời điểm này, mọi bi kịch đổ ập suốt gia đình Công Vinh.
với cuộc sống mưu sinh, với hạnh phúc rạng vỡ của bố mẹ. Cuộc sống khó khăn, túng thiếu là một lý do đưa Công Vinh đến với bóng đá. Chàng tiền đạo khi ấy chỉ có mơ ước kiếm được một khoản tiền nhỏ, phụ giúp cho mẹ hoặc dăm ba bữa mua cho chị gái em út món quà. Khi bước chân vào làng bóng, Công Vinh vẫn nghèo như ngày còn ở nhà. Đám cưới chị ruột, anh chẳng có gì sang trọng để diện, chính đôi dép tử tế cũng là đồ đi mượn. Khó khăn từ những ngày đầu về chung nhà và giấc mơ trở thành cặp đôi giàu có. Thời gian đầu về sống cùng nhà, cặp đôi Công Vinh Thủy Tiên gặp vô vàn những khó khăn. Thủy Tiên từng hé lộ thương nhau từ 8-9 năm trước khi có hợp đồng 7 tỷ đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đem lo cho gia đình bạn bè khó khăn hết, chả có dư hay nghĩ gì cho bản thân. Thấy ai khổ anh giúp đỡ, còn ai chửi anh tham tiền bỏ quê anh cũng chấp nhận hết. Anh chỉ dám mua cho bản thân một chiếc xe máy đi lại và đón mình mỗi khi ra Hà Nội hát. Dù lúc đó mình đã tự mua trả góp được cái ô tô bé bé xinh xinh. Sau này bực bội quá mới bắt anh để dành tiền, tự mua cho mình một cái xe riêng để che nắng che mưa. Rồi tai họa ập đến, phải bán xe để chữa chân. Ngay cả người thân, bạn bè anh giúp đỡ trước đây cũng quay lưng. Chả còn đồng nào trong tay mới thấu hiểu được mình có gì trong cuộc đời này và cái gì mới thực sự quan trọng. Chưa kể những ngày đầu khi mới công khai mối quan hệ tình cảm, cặp đôi cũng nhận những sự chỉ trích phản đối của dư luận. Bằng tình yêu chân thành, Thủy Tiên Công Vinh từng bước xây dựng hạnh phúc và chắt chiu từng đồng kiếm được để sắm nhà, sắm xe và xây dựng cuộc sống giàu có, khiến công chúng từ quay lưng chuyển sang ủng hộ và ngưỡng mộ. Hiện tại, khối tài sản của vợ chồng cụ tiền đạo nổi tiếng và nữ ca sĩ gốc Kiên Giang sở hữu thuộc hàng đại gia và không thể đếm xuể những gì họ đang có. Ngay cả bây giờ khi đã trở thành người nổi tiếng, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, Thủy Tiên Công Vinh cũng không bao giờ ngại ngùng hay giấu giếm về tuổi thơ cay đắng và bất hạnh. Bởi với họ, đó là ký ức không thể nào quên và không bao giờ được phép quên. Những ký ức luôn thôi thúc họ phải sống, phải tồn tại, phải chiến đấu để tiến lên phía trước, thực hiện ước mơ bơi ra biển lớn. Thủy Tiên Công Vinh hiện tại là ngôi sao hạng A với khả năng kiếm tiền khủng, nên cuộc sống bạc tỷ của họ được nhiều người ngưỡng mộ ao ước. Thủy Tiên bây giờ hạnh phúc viên mãn bên ông xã, nên với cô, việc đi siêu xe hay mặc hàng hiệu dường như không còn nhiều ý nghĩa. Bây giờ người ta thấy cô đội nón lá đi làm từ thiện còn nhiều hơn đi sự kiện. Kể từ hồi có con, vợ chồng cô giác ngộ Phật Pháp, đem cuộc sống giàu sang của mình san sẻ nhiều hơn cho các mảnh đời khó khăn. Lời căn dặn đầy xúc động của mẹ Nguyệt Ánh trong hôn lễ của con gái. Sau những giọt nước mắt đau đớn vì chuyện tình yêu cay đắng trong quá khứ, mỹ nhân của dốc tình đã có được hạnh phúc vẹn tròn trong lễ cưới ở biển diễn ra vào ngày 10 tháng 3. Trong đám cưới ấy, mẹ của người đẹp cũng gây xúc động bởi lời dặn dò. Đám cưới của diễn viên Nguyệt Ánh hiện đang trở thành tâm điểm của làng giải trí phía Nam hai ngày gần đây. Mỹ nhân dốc tình đã khiến nhiều người bất ngờ khi bạn bè thân thiết rò rỉ những tin tức về tin vui của cô. Điều đặc biệt, nữ diễn viên này chưa bao giờ công bố hình ảnh cũng như thông tin về chồng của mình. Cho đến tận lúc này, trên trang cá nhân của Nguyệt Ánh cũng không chia sẻ bất cứ một tin tức nào về chuyện trọng đại của cuộc đời. Theo thông tin từ bạn bè của người đẹp, sau lễ ăn hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 7 tháng 3, thì ngày hôm qua, 10 tháng 3, Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đã tổ chức lễ cưới ở thành phố biển Phan Thiết, trước sự chứng kiến của hơn 100 khách mời. Điều gây xúc động nhất trong đám cưới của diễn viên Nguyệt Ánh chính là tâm sự xúc động của mẹ Nguyệt Ánh dành cho con rể, bà Rân Rân. Mẹ chúc mừng hạnh phúc của hai con, mẹ mong hai con luôn nắm chặt tay nhau, vượt qua mọi khó khăn để mãi luôn yêu thương nhau. Sau đó, mẹ cô dâu đã bồi hồi nhớ lại cuộc sống của hai mẹ con khi xưa. Bà đã không thể cầm nước mắt khi kể về quãng đời khó khăn đầy đau khổ của hai người phụ nữ ấy. Đó là sự kiên cường tự lập khi Nguyệt Ánh về sống với bà ngoại để mẹ đi làm việc kiếm tiền nuôi con. Bà cảm động và luôn thương Nguyệt Ánh, dù có khó khăn thế nào cũng không làm cô chùn bước. Và lời cuối, mẹ Nguyệt Ánh đã bật khóc. Mẹ luôn yêu thương con, mãi bên con. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn ở bên con khi cần. Hôn trường đã vô cùng xúc động với những lời rút ruột từ tâm can của mẹ Nguyệt Ánh và với những ai hiểu về hoàn cảnh của mẹ con cô thì càng thêm chia sẻ yêu thương với nữ diễn viên này. Như Nguyệt Ánh đã từng chia sẻ, mẹ cô đã từng phải gãy đổ trong hôn nhân và cô rất đau lòng khi chứng kiến gia đình như vậy. Không chỉ vậy, Aishwarya Rao còn dành lời hứa
anh yêu em rất nhiều và anh hứa với em, anh sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời. Đáp lại ân tình của chồng, Nguyệt Ánh nói ngắn gọn giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Em tin là em đã tìm được người yêu mình nhất. Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành bên nhau cho đến cuối đời. Được biết, chồng của Nguyệt Ánh là một huấn luyện viên bộ môn yoga. Đây là thông tin từ bạn bè cô chia sẻ. Và chính anh là người làm huấn luyện viên cho người đẹp. Nhờ tập bộ môn thiền này, Nguyệt Ánh đã cân bằng lại cuộc sống sau đổ vỡ tình cảm. Và sau những cay đắng, cô đã nhận được những tình cảm ý nghĩa từ chú rể Ấn Độ Điển Trai. Mới đây nhất, bạn thân của Nguyệt Ánh, diễn viên Quỳnh Lam đã xúc động viết: "Mừng đứa bạn thân ai nấy lo cất bước theo chồng, thấy nó phát biểu mà rớt nước mắt theo đó. Thương lắm, lo cho tôi không dành bông lại, nên đích thân trao tận tay mới chịu, yên ấm hạnh phúc theo bạn mãi nhé." Hôn lễ kính tiếng của Nguyệt Ánh đã diễn ra vô cùng thuận lợi và hạnh phúc. Chú rể và cô dâu đã trao nhau nụ hôn nồng thắm trong sự chúc phúc của hơn 100 khách mời.